Chấm ngon không con? Các bạn chờ. Sẽ xào lửa thật là lớn để mà cho con tôm nó bèn trước, rồi sau đó mình sẽ rút ra và xào lại cả nhà đó. Lửa thật là to nha mọi người. Hai mặt đá bàn như vậy Hiền sẽ rút ra nha mọi cả nhà. Cũng là cái chảo đó Hiền bạn lửa thiệt cao và Hiền để gừng với lại tỏi băm nhuyễn vô mọi người. Giờ mình sẽ xào. Bạn lửa thì cao luôn thì nó mới thơm khói. Đối với cái món này thì phải xài cái chảo này thì nó mới thơm khói cả nhà. Hiền có cái chảo kia nữa nhưng mà Hiền không xài chảo kia vì nó sẽ không ngon bằng. Đó. Thơm quá chừng luôn. Nguyên liệu vàng rồi, Hiền đổ cái tôm hồi nãy mà Hiền rút ra mới xào xong rút ra đó vô. Mọi người có thể thấy rất là nhiều khói đúng không? Như vậy thì nó mới thơm á cả nhà. Giờ Hiền sẽ bỏ nước tương và dầu hào vô ha. Xong rồi mình sẽ đem lại theo khẩu vị của gia đình mình. Mình sẽ xào lên hết cả nhà. Rất là thơm luôn á mọi người ơi. Cái món này Hiền làm là món tôm xào mà rau củ kiểu Trung Hoa. Hiền sẽ cho bí ngòi và bí ngòi dĩa bay của vườn nhà Hiền đã sắt ra rồi vô trong đây xào lên. Đậu Hà Lan mà Hiền hái và những cái loại ớt từ vườn nhà mọi người ơi. Bỏ thêm nước tương và dầu hào và cho một miếng bột nêm. Cho hành lá và lá quế vô là xong.
Xin chào mọi người. Cái món mà Hiền làm đã xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ hai cha con sẽ ngồi ăn. Tối nay hai cha con sẽ ngồi ăn nha mọi người. Và mẹ Hiền sẽ đến sau nha. Có nghe hai cha con kìa. Tell everyone how you feel about this meal, okay? Đây. Cái dĩa tổ chản luôn nè cả nhà. Đó. Rồi con em ai wood kìa. Đậm chất Trung Hoa. Trời ơi, con em kìa. Em muốn làm gì hả con? How's it? That's yum. Yum. Trời đất ơi, con kìa, con ngon kìa, ngon cái tướng kìa. You gonna have some rice? I'll put it in the wrong place. Yeah. Not too hot? Ngon không? Ăn ngon không? Có nóng không? It's hard, isn't it? Thôi bữa nay cho hai cha con ăn bình nha. Here we go. Dạ khỏi vô ha, khỏi vô video nha. Được không? Nóng quá à, cay quá. Want some rice? Yeah. Con ăn miếng cơm ha. Ngon không? Yummy. So you like this one? Anh thích món này không? Yum. Ngon không con? That's alright then. It's alright. Cũng được ba ơi, cũng được. Like this one. Trời ơi, con phá cơ. Maybe he wants some da. Some squash or something. I'm gonna let you feed him tonight. Oi. Oh yeah, I think he wants that one on mum. Oh, put it on. Em muốn cái miếng đó ở ngoài trước đó cả nhà. Siêu quậy. Siêu quậy của nhà Hiền mà. Bữa nay thay đổi cho mọi người xem hai cha con ăn chung coi là hai cha con ăn chung thì sẽ ra làm sao mọi người ha. Hiền chỉ ngồi đây xem thôi. So we've got a plate, it looks like we've got a table made out of food. Ồ, em có mấy cái đĩa, giờ em quậy. Are you gonna have some? Hiền sẽ ngồi ở kế bên mà ăn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt cơm thôi. Bữa nay Hiền sẽ làm người ẩm danh. I'm gonna be eating meat today. I love stir fry. Anh thích mấy cái món xào lắm cả nhà. Bây giờ Hiền sẽ ăn. Ooh, spicy. Rất, cảm nó cay, ăn thử con tôm nha mọi người. That Apache chili's lovely. Yep. It's perfect. Not too crazy, but hot. But still got a bit of bite. It's good. Nó có ớt abache không có quá. Abache. Không quá cay. Cay đủ à. Ngon quá. Ngon lắm mọi người ơi.
nó lạ lạ. Ai mà muốn ăn thì làm ăn thử thì thấy cũng ngon. Thì ăn thử miếng miếng ngòi. Good size capsicum. Cái ớt chuông Hàn Quốc nó bự ha mọi người ha. A bit different, very strong capsicums these ones. Yeah. Homegrown jalapenos. You don't have jalapenos over there? No. Vietnam. No. Anh hỏi là ở bên Việt Nam có ớt jalapeno không thì nó không. Not hot enough for the Vietnamese. Maybe they do, but I don't really know. Yeah. Hãy ăn thử miếng ớt jalapeno nha mọi người. Giòn giòn. Ngọt ngọt. Ngon quá. Ngon quá. Trời ơi. Nó là gì vậy? Boring. Chris sẽ nói là em quýt chán. Is there any biết ngồi dĩ bài. Dạ. Bao rồi. Bit basil. Dạ. Bit basil. Bit basil. Có lâu quế của người Việt mình với lại hành đó mọi người. Mình sao nãy giờ ăn gì cũng muốn lâu quế nào hết trơn. Này, lâu quế này. Bí ngồi dĩa bay nó giòn ngon vậy thật. Nhớ hay phim rồi. Con tôm mọi người. Once you lose it, it's gone, yeah, it would. Rất là ngon. Ăn vừa cơm dễ sợ. Ăn với cơm nóng bá cháy. Xà lưỡi nhỏ nó sẽ không thơm khói. How many apaches did you use? Nó là chưa rất US nè. Oh, they were serranos. Yeah. Not apaches. No. Serrano chilies. They're like Apaches. Similar. They're similar, aren't they? Cái ớt serrano vậy mới nói. Nó cũng hơi giống như ớt Apache thế cả nhà ha. That's a Mexican chili. Serrano. Similar to Apache. Ngon quá đi. Rồi xong luôn. They're all gone now. Rồi giờ còn lại cái gì nữa đây? Con tôm. Ngon quá. This did. What's the silver bit for, but? I thought it was for a stir fry, but I don't need it. Hiện thu hoạch rau nữa nhưng mà thì không có cần xài cho mấy món xào này á mọi người. Ngon quá. Ăn xong rồi đó cả nhà. Công nhận mấy món xào của người Hoa rất là ngon luôn. Trái này stir fry I would anh này. Famous about stir fry. Người Hoa rất là nổi tiếng về mấy món xào á. Thôi, em cứ nhõng nhẽo rồi mọi người ơi. Vậy. Thôi. A little bit of rice. Ôi, coi con mặt cơ. Wow, ăn xong cái nó nóng dễ sợ nóng luôn nha. Lúc này á, ở bên Brisbane là mùa xuân á, mà nhầm bữa nó nóng, buổi tối nó vẫn nóng lắm. It's hard to feed him like this.
Into feeding upside down. There you go. Big one. Good boy. Yeah. Ngon không con? Cả nhà ơi, thôi Hiền xin kết thúc cái phim này ở đây và hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau. Rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ gia đình Hiền và hy vọng là các bạn sẽ đăng ký like, share, chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Oh. Bye bye. Xin chào. Good boy, good boy. Oh, bye bye, bye bye. Bye bye.